Hôm nay chúng tôi thật ân phước được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Truyện cổ Phật giáo Dâu Thảo Vợ Hiền. Phần 1 trên 4 phần trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại Pháp. Ôi chào! Chuyện này thật khó tin. À, bây giờ tôi không biết. Chuyện Dâu Thảo Vợ Hiền ở đâu? Đợi chút, tôi mất dấu rồi. Đợi chút. Ờ, đây rồi, tôi đoán chỗ này. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương dâng hoa, lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chai hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống. Nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được. Cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả. Để ít ra khi người khác, họ nghe tới danh hiệu của chư Phật, thì họ cũng được lợi ích, theo như kinh điển đã nói. Chính tôi được nghe một người tên là Lê Kỳ Di. Tôi không biết tiếng Phạn nói sao. Chính tôi được nghe vào thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn lát vàng của ông Cấp Câu Độc và Thái tử Kỳ Đà. Thuở đó, vua Ba Tư Nặc có một quan tể tướng tên là Lê Kỳ Di. Lê Kỳ Di, tể tướng nhà rất giàu, sinh được 7 người con trai. 6 cậu đã lập gia đình. Còn cậu thứ 7 chưa có vợ. Ông thầm nghĩ, quan tể tướng thầm nghĩ, ta đã già yếu, nhưng còn con trai út chưa lập gia đình. Nếu lập gia đình cho nó, thì ta phải tìm một cô con gái gia đình tử tế và cũng xinh đẹp nữa. Và ông thương cậu con út nhiều lắm. Nên ông không ngừng dò hỏi khắp nơi. Một hôm có một người bạn thuộc dòng Bà La Môn từ giai cấp Bà La Môn đến chơi. Trong lúc chuyện trò, ông nói, con trai tôi, đứa con út, tôi muốn cưới vợ cho nó, nhưng chưa tìm được gia đình nào thích hợp. Anh là người du hành nhiều nơi.
Anh có thể làm ơn cho tôi biết nếu thấy có gia đình danh giá và lương thiện nào, nhờ anh cho tôi biết nhé. Nếu anh tìm được ai đó thật sự có đạo đức, đoan trang, hiền hậu, hòa nhã, thì xin vui lòng cho tôi biết. Dạ, việc đó không thành vấn đề, tôi có thể giúp được. Sau một thời gian, chu du khắp nơi, người bạn này đi sang nước khác và ông thấy 500, lại là 500 nữa. Thấy 500 thiếu nữ. Lúc đó đang hái hoa. Ông theo sau, quan sát họ. Khi băng ngang qua một con suối, cô nào cô nấy xắn quần lên cao, rồi lội qua. Ai cũng đều cởi giày khi lội qua suối. Hình như tôi kể quý vị chuyện này rồi. Không chắc nữa, bằng tiếng Hoa. Có ai nghe chuyện này trước đây chưa? Thôi không sao, duy chỉ có một cô không làm vậy. Cô mang cả giày lội qua suối, không xắn quần lên, để bình thường. Rồi đi xa hơn một chút, tới một con sông nhỏ, các cô kia đều xắn quần còn cao hơn, bỏ giày ra, rồi lội qua sông. Sông không sâu lắm, sâu vừa thôi. Nhưng chỉ có một cô gái đó là không làm vậy. Khi đi tới một rừng cây, các cô kia đều trèo lên cây, hái hoa trên cao, rồi hái trái. Riêng chỉ có cô là không trèo. Rồi khi các cô kia xuống, cô xin mỗi người một bông hoa, một trái. Thế là cô cũng có rất nhiều, bởi vì có 500 người. Cô không phải hái hoa trái, cô xin 500 bông hoa và 500 trái từ những cô khác. Rồi người này tới trước mặt cô gái. Cô gái mà không tháo giày ra hỏi rằng, thưa cô, tôi xin hỏi cô một vài câu được không? Cô đáp, dạ, xin bác cứ hỏi, là chuyện gì ạ? À? Ông nói, tôi thấy cô lội qua suối, cô không cởi giày ra. Cô cũng không xắn quần lên. Các cô khác đều làm ngược lại. Vì sao? Cô đáp, thưa bác, đó là vì giày chính là để giữ cho chân khỏi dẫm phải gai góc, mảnh sành hay các vật nhọn và làm chân bị thương. Trên mặt đất, dễ thấy hơn, dễ tránh hơn, nhưng ở dưới nước rất khó thấy những vật bén nhọn. Nguy hiểm vậy đấy. Nhiều khi, có con rắn nước độc hoặc trùng nước. Thế nên cháu không tháo giày ra. Có lý ha. Ông hỏi tiếp. Và rồi, khi qua sông, các cô kia đều xắn quần lên cao để không bị ướt. Nhưng sao cô không làm vậy? Cô trả lời, thưa bác, con gái phải giữ phẩm hạnh, đoan trang, kính đáo. Nếu cứ phô hết thân ra, cho dù trong hoàn cảnh nào, lỡ có ai thấy, như vậy là không đàng hoàng, kính đáo. Nên cháu không sẵn. Rồi người đàn ông hỏi tiếp. Các cô kia đều trèo cây, hái hoa, hái trái. Vì sao cô không trèo? Cô nói, thưa bác, leo cây rất dễ bị té. Nếu cành gãy, điều đó rất nguy hiểm. Nếu bị thương, cháu sẽ làm cha mẹ lo lắng, hoặc có thể trở thành khuyết tật. Thế nên cháu không trèo. Ồ, tôi có trèo, có trèo. Hồi đó tôi thường thích trái cây. Tôi trèo mấy cây nhỏ để hái ổi khi trái chín. Rồi ông này hỏi, xin lỗi cô tên chi? Cha mẹ cô ở đâu? Cô thưa, tên cháu là Tỳ Xá Ly, mẹ cháu là em gái Đàm Ma La Tiện.
vì phạm tội nên phải trốn sang nước này, rồi lấy ba cháu và sinh ra cháu. Cha mẹ cô còn sống cả chứ? Dạ, dạ. Cha mẹ cháu hay còn sống. Tôi có thể theo cô về nhà thăm cha mẹ cô được không? Dạ, thưa bác, được ạ. Cô đưa ông về tới nhà, rồi vào thưa với cha rằng, thưa cha, có người Bà La Môn bên ngoài muốn vào thăm cha. Rồi hai người nói chuyện với nhau. Khách và chủ nói chuyện trò vui vẻ. Người Bà La Môn thưa rằng, thưa ông, cô gái này là con ông phải không? Dạ thưa phải, cháu ngoan lắm, tôi hãnh diện về cháu. Xin hỏi, cháu đã lập gia đình chưa? Dạ chưa. Cháu hay còn đi học? Thưa ông, nước Xá Vệ có hoàng tể tướng tên là Lê Kỳ Di. Không biết ông có quen không? Vâng có, tôi quen ông ấy đã lâu. Thưa ông, cậu con trai Úc của ông ấy là người rất thông minh, khôi ngô tuấn tú. Ông ấy muốn xin cưới con gái của ông cho cậu ấy. Ông có đồng ý không? Ông nói dạ, được lắm, được lắm. Tôi đồng ý, đồng ý. Vì ông ấy với tôi là bạn thân. Hơn nữa, gia đình ông ấy là quý tộc. Đôi bên vô cùng xứng đôi. Người Bà La Môn này ra về và kể chuyện lại cho quan tể tướng nghe. Ông định đích thân đi, à, nhưng lại gặp một người bạn sắp về nước Xá Vệ. Do đó, ông chỉ viết một lá thư gửi cho quan tể tướng. Người bạn đó đem thư đến cho vị quan. Sau đó, quan tể tướng sắm sửa lễ vật cần thiết gửi đến đó, đến nhà cô gái, vân vân. Gia đình bên nhà gái tiếp đãi họ rất trịnh trọng, rất chu đáo. Hai bên rất vui vẻ, bàn về hôn sự. Sau đó, họ kết hôn và cô dâu đi về nước Xá Vệ, đất nước của chồng. Trước khi về nhà chồng, mẹ cô dặn dò, khi về nhà chồng, con phải nhớ luôn mặc áo mới đẹp, mới và đẹp. Con phải ăn ngon, thức ăn ngon miệng. Ngày nào cũng phải soi gương. Chớ quên lời mẹ dặn. Dạ thưa mẹ, con xin nhớ lời mẹ dặn. Không dám trái ý mẹ. Và người này, vị quan tể tướng nghe được bà mẹ dặn con gái như vậy, dặn con dâu của ông như vậy, ông thầm nghĩ rằng lời khuyên gì lạ kỳ. Cuộc đời không ai đoán trước được khổ hay vui, ăn ngon hay dở, đâu thể luôn định được. Ngày nào cũng phải soi gương. Lời khuyên gì kỳ lạ vậy? Người mẹ gì kỳ lạ quá? Điều này rất là vô lý. Nhưng ông không nói gì hết. Rồi ông dẫn con dâu về nhà. Dĩ nhiên, đã cưới hỏi rồi biết làm gì đây? Mọi chuyện đã xong xuôi. Làm gì bây giờ? Nhưng hôn lễ vô cùng sang trọng. Một bên là quan tể tướng, và bên kia, gia đình phú quý, môn đang hầu đói. Người xem đông như hội, pháo nổ vang trời. Rất nhiều người ở dọc đường đến mãi tận nhà. Như thể người ta đón rước một vị thần. Nửa đường, tới một nhà hàng, có hiên mát mẻ rất đẹp.
Mọi người đều đã vào nghỉ ngơi. Cô con dâu tới sau cùng, đến thưa với bố chồng rằng, thưa cha, thậm chí trong nước chúng tôi ở Á Châu, cha chồng, cha vợ thì cũng như cha ruột, gia đình chồng, gia đình vợ thì cũng như gia đình mình, nên cách thư gửi cha mẹ hai bên đều giống nhau. Cô thưa với cha chồng, thưa cha, nhà này không nghỉ được, mình phải ra ngoài nghỉ. Nên ông nghĩ, được, tại sao không? Ông theo cô ra ngoài nghỉ ở một nơi khác. Nhiều người không đi theo họ, không tin cô, cho nên họ ở lại trong nhà. Một lát sau, có đàn voi thật đông đi ngang qua dẫm đạp khắp nơi và đạp đổ nhà. Nhiều người bị chết, một số người bị chết. Lúc đó, quan tể tướng thầm nghĩ rằng, cha, con dâu đã cứu sống mình. Rồi họ lại tiếp tục lên đường. Tới một bờ suối, mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Cô đến sau cùng và nói với cha chồng rằng, thưa cha, nghỉ ở đây không tốt. Chúng ta phải lên núi cao kia, lên lưng chừng núi tốt hơn. Khi đó mọi người đều nghe theo lời cô và leo lên cao hơn một chút, lên chỗ núi cao hơn. Chỉ trong chốc lát, mây đen bao kín cả bầu trời và mưa như trút nước từ trên trời cũng như từ thượng nguồn đổ xuống tràn ngập cả một vùng. Nhưng họ đã trên chỗ rất cao, nên mọi người an ổn, không bị chết đuối. Quan tể tướng lại thầm nghĩ, ồ, lần này con dâu lại cứu sống ta. Có phải ông may mắn không? Rồi họ lại tiếp tục lên đường về nhà. Dĩ nhiên mọi người ra nghênh đón và họ tổ chức đại tiệc, vân vân, như hồng lễ. Hôm đó, vị tể tướng thiết đãi mọi người ăn uống rất linh đình, vui vẻ. Lễ kết hôn tới đây đã xong.